Hello, xin chào các anh chị, các bạn nha. Hôm nay mình ra cái video chia sẻ các cái nút tính năng ở trên cục đẩy, hay thường gọi là phía sau cục đẩy, chi tiết bằng một cái video minh họa và không tập trung vào một cái loại cục đẩy sản phẩm nào hết, để cho các anh chị nào mà chưa biết, chưa hiểu rõ thì tiếp thu và tránh cái tình trạng là tập trung vào một cái sản phẩm để rồi chúng ta dùng cái cục đẩy khác nó hơi na ná thì chúng ta không phân biệt được. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em bằng cái ký tự và trên cái bảng minh họa này nha. Rồi bây giờ mình sang bên đây. Thì ở trên thị trường thì nó có rất nhiều cái cục đẩy đa chủng loại, nhiều nhãn mác, nhiều cái thương hiệu khác nhau. Nhưng mà cái tính năng chung của nó thì đầu tiên thì nó có tín hiệu cấp vào. Thì cái phần đấy là phần gọi là link tín hiệu NK. Thường thường nó sẽ có cái, nó ghi bên đây là in, chữ in. Thì nó có cái lỗ ba chân như này để chúng ta cắm vào bên cạnh đây, bên đây hoặc bên đây, nó sẽ có cái lỗ mà nó khác, cũng ba chân, nhưng ba chân đầu đực, còn này đầu cái, nó ghi cái đây là link. Link có nghĩa là khi chúng ta cắm từ mixer qua đây, mixer nó out, nó xuống đây nó nhận vô là in. Rồi chúng ta muốn link qua một cái kênh khác của cục đẩy này, hoặc là chúng ta muốn cắm sang một cái cục đẩy khác, thì chúng ta cắm cái jack một đầu vào đây, chúng ta đưa ở đầu còn lại sang cái ngõ vào, ngõ in của cái cục đẩy thứ hai. Đó là cái tính năng link. Đó là một. Rồi, tiếp tới là chúng ta tới cái phần stair mono. Thì thường trên tất cả các cái cục đẩy nó có cho chúng ta cái nấc chọn. Nấc thứ nhất là ST hoặc là nó ghi chữ stereo. Stereo. Cái nấc thứ hai thì nó ghi cho chúng ta là mono, mon hoặc mono hoặc là parallel, chữ parallel đây, ba ra hai chữ l e l parallel. Và cái nấc thứ ba nó sẽ là nấc bride, g d e bride, tức là đấu cầu. Thì nhiệm vụ của ba cái nắp này là làm gì? Lúc nãy mình nói là bên đây một cái in số 1. Ví dụ như bên đây là một cái in số 2. Chấm chấm. Cái đây là cái link của cái đường số 2 nó ao ra. Đó. Main này là cục đẩy này là có hai kênh thôi. Thì bây giờ chúng ta làm hiểu cái nắp gạt này như nào, nó có ba nắp. Nếu chúng ta để nắp đầu tiên stereo ST đây á, thì cái tín hiệu của từ trên mixer xuống của bên nào nó chạy theo bên đó. Ví dụ kênh này là kênh 1 nè, kênh này là kênh 2 nè, cái mixer ở đây nó xuống 1 thì nó chạy qua cái main công suất đường số 1, nó ra loa đường số 1. Cái tín hiệu số 2 nó xuống cái đường in số 2 và nó ra cái kênh số 2. Rồi khi chúng ta chuyển cái chế độ này sang cái mode thứ hai, tức là cái mono, hoặc là có những cái dòng main khác nó ghi là chữ parallel, thì lúc này cái tín hiệu chúng ta chỉ cần cấp xuống một đường số 1 này thôi, nó sẽ được đấu song song qua cái đường số 2 này. Tức là đường tín hiệu số 1, các anh chị cấp một đường tín hiệu xuống đây, thì cái đường số 2 này nó cũng sẽ được chiết qua, được nhân qua, và nó cấp cho hai cái kênh công suất này hoạt động. Cái main vẫn là điều khiển volume độc lập của cái kênh nào thì phát cho cái loa đó. Nhưng mà tín hiệu chỉ cần một đường xuống của đường chính, có main thì nó ghi là đường A, comment thì nó ghi là đường số 1, là chúng ta gạt cái nắp mono này thì nó sẽ tự động chia tín hiệu của kênh chính qua cho cái kênh 2 này, hoặc là kênh 1 qua cho kênh 2. Cũng giống như việc là chúng ta cắm một dây vô đây, xong rồi chúng ta lấy một cái dây khác chúng ta cắm vô đây và chúng ta nối lên đây. Đó, hiểu nôm na nó là vật lý nó là như vậy. Rồi tiếp tới đây là cái số 2. Rồi tiếp tới một cái nữa đó là cái mức tín hiệu đầu vào. Thường thường nó sẽ ghi đây là ví, nhiều cục đẩy nó ghi là 0,7 hoặc là 0,75, làm tròn là 0,7. Rồi cái nắp thứ hai đó là 1 và cái nắp thứ ba đó là 1.4.
thì chúng ta sẽ chọn cái mức tín hiệu nào cho nó phù hợp. Thì có những men nhà sản xuất người ta không có tính năng này, nhưng có những men người ta có, thì chúng ta lỡ chúng chẳng may chúng ta gạt nhầm mà chúng ta không biết cái nào cho nó phù hợp, thì ở đây mình chia sẻ chung và bình dân nhất để cho các bạn các anh chị hiểu là cái mức 1,4, tức là cái mức nhận tín hiệu đầu vào mà nó sẽ phát ra âm thanh nhỏ nhất, cái này nhỏ nhất. Rồi cái mức 1 là nó sẽ phát âm thanh ra lớn hơn một xíu, và cái mức 0,7 là lớn nhất. Mình hiểu ngược lại nôm na là cái mức 0,7 là cái men công suất này nó sẽ cho ra tiếng to nhất, lực nhất, chắc nhất. Rồi cái mức 1 nó sẽ nhỏ hơn, suy hơn một xíu. Cái mức 1,4 thì nó sẽ nhỏ hơn nữa. Để áp dụng thực tiễn thì cái anh em đi làm show, làm sân khấu, loa to, cho thuê karaoke để nã, hoặc là show đám cưới rồi thì chúng ta chọn 0,7. Còn anh em chơi những cái loa 3 tấc hoặc là nhỏ hơn, chúng ta chọn 1. Và những cái loa công suất nhỏ, mong manh, gia đình cũng cái men này mà chúng ta muốn dùng những loa nhỏ hơn xíu thì chúng ta chọn xuống cái 1,4, hoặc là nhỏ vừa thì cái 1. Đó, thì cái mục đích của cái chức năng này mình đánh dấu nó là cái số 3 đi. Đó, thì nó là để chúng ta hiểu như vậy đó. Đơn giản mình chia sẻ cho các anh chị các bạn nha. Rồi tới một cái tiếp theo nữa là cái phần jack cắm, hay còn gọi là speed, speed công. Đó, thì có rất nhiều cái men nó khác nhau, nó không giống. Nhưng mà speed công á, tức là cái phần ra loa, có men thì nó bố trí cho chúng ta là cái jack speed công. Ở trong này nó có hai chấm mà nó có lỗ cắm như này nè. Đó, ví dụ như thế, mình ví dụ mô phỏng như thế. Đây là cái hai cái jack speed công mà chúng ta cắm cái jack speed công vào, chúng ta lắc qua như vậy là nó ăn. Thường thường speed công nó cho chuẩn là một, nó có 4, trong đó nó có 4 pin, tức là 4 cực, 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ. Nếu nó để như vậy mà nó ghi bên này, có cái bảng chú thích bên này, cái 1 đây á, nó ghi chỗ đây là kênh 1 bằng 1 cộng gạch cái, hoặc là nào, 1 cộng cách ra cái 1 trừ, thì chúng ta hiểu là cái jack speed công này chúng ta đấu cái 4 cái dây, cái cực bên trong có cái pin của nó, nó gọi là pin á, là điểm tiếp xúc á, là điểm 1 cộng và 1 trừ là tương ứng với kênh 1. Còn bên này nó ghi điểm 1 cộng 1 trừ bằng kênh 2 thì cũng như vậy là kênh 2. Còn nếu nó không ghi gì nữa thì thôi. Và nếu tiếp tục nó ghi dưới này 2 cộng 2 trừ bằng drive, tức là cái jack này nè, nó ghi theo phía nào thì chúng ta hiểu phía đó. Cái jack này mà nó có ghi cái này thì riêng cái jack phía công này chúng ta đấu 1 cộng 1 trừ là nó ra cái đường số 1, mà nếu chúng ta đấu 2 cộng 2 trừ thì nó ra đấu cầu drive. Drive là khi chúng ta gạt cái nắp này. Khi chúng ta đánh stereo thì kênh tín hiệu của bên nào theo bên đó, và men công suất của kênh nào chạy theo kênh đó. Khi chúng ta đánh mono parallel thì tín hiệu một kênh chia ra cho làm hai, nhưng công suất của kênh nào vẫn chạy theo kênh đó. Nhưng nếu chúng ta gạt qua nắp drive đấu cầu thì cũng chỉ nhận một đường tín hiệu qua kênh chính, kênh 1 hoặc kênh A, nhưng công suất nó sum hai cái mạch này lại, nó chạy bởi quản lý một cái volume của kênh chính thôi. Thì lúc này cái đường out nó sẽ khác, nó không dùng hai cái đường out này nữa, thì nó sẽ dùng cái đường out này nếu như men nó có ghi chú là 2 cộng 2 trừ là drive. Hoặc là có những men nó có 4 cái cực đồng mà vặn bên ngoài á. Đây là cực đỏ, nó ghi là cộng. Cực đen nó ghi là trừ. Đây là cực đen nó ghi là trừ. Cực đỏ nó ghi là cộng. Thì khi này nó sẽ có chữ như thế này nè. Bright. G, D, E. Nó sẽ có như này. Đó. Thì khi đó chúng ta hiểu là khi đấu, chúng ta đấu bright gạt sang cái nắp bright nắp này, thì chúng ta dùng hai cái cực đỏ này mà bỏ, không dùng đỏ đen nữa. Khi đó cái này nó sẽ là cộng và cái này nó sẽ là trừ. Cũng có những men nó làm ngược lại, là ngược lại là như này, cái này là trừ, cái bên này là trừ, hai cái giữa là cộng. Đó, thì khi đó đấu cầu bright á thì cực cộng nằm đây, cực trừ nằm đây. Chúng ta hiểu cái bright nó nằm ở khung cái cụm đây, không phải là cụm lô hoài nữa mà cụm trong.
Đó, rất là dễ các anh chị. Đó, cộng bright đây. Còn nếu dùng speed công á thì nó ghi chú theo cái mục phụ lục ở đây luôn. 2 cộng 2 trừ bằng bright, hoặc có những men nó cho chúng ta tới ba cái lỗ vậy nè anh chị. Ba cái lỗ speed công này nè, một lỗ, hai lỗ. Ví dụ chỗ này nó có một lỗ nữa. Đó. Cũng y chang cái tỷ lệ cái size, cái kích cỡ nó cũng y nhau, nhưng mà chỗ này nó ghi gạch ra dày, nó ghi bright. Bright. Thì lập tức mình hiểu ngay là khi chúng ta gạt sang cái chế độ bright này thì chúng ta không dùng hai cực này nữa mà dùng một cực này, speed công này. Bright nó ghi trong này vẫn là một cộng một trừ. Thì cái rack speed công là chúng ta vẫn đấu cái pin, cái điểm tiếp xúc bên trong nó là bốn chân á, chúng ta đấu chân một cộng và một trừ cắm vào thì nó có tiếng. Nhưng mà riêng cái đường ao này là dành cho đấu cầu bright, nếu chúng ta chuyển chế độ sang đây, chứ không phải là hai cộng hai trừ như đây nữa. Nên thành nó rất đa dạng. Miễn sao mà chúng ta hiểu các cái thuật ngữ, các chữ này thì gặp cái cục đẩy nào các anh chị dùng cũng được, mà gạt cũng đúng hết. Đó, rồi thêm một cái tính năng cuối cùng ở trên những cục đẩy mà chúng ta thường hay gặp nữa, đó là cái crossover đó, tức là cái điểm chia tần số. Có cục thì nó có cả hai chức năng, nó ghi chữ là H B F và L B F luôn. HBF là gì, LBF là gì, thì cái video mình chia sẻ về crossover và equalizer trong kênh này mình có nói hết rồi. HBF, thấy cái chữ HBF này có nghĩa là cắt bass, mà thấy LBF là cắt chép. Tại sao nó ngược lại? H là high là cao, bass là giữ thông qua, và F là filter, tức là lọc mà bỏ qua cái phần cao. H là high nè, high bass filter, tức là dịch ngược lại là lọc cho thông qua phần cao. Lọc là kìm hãm lại, là giảm xuống mà cho cái thằng cao đi qua. Có nghĩa là cắt thằng thấp, đúng không? Còn dưới này là low bass filter, lọc mà cho thằng thấp đi qua, là hãm lại mà cho riêng thằng thấp đi qua, tức là mình cắt cái thằng cao. Cái high bass filter này á là bằng cái cắt sub. Low bass filter là bằng là cắt chép. Đó. Bởi vì cái chữ nó là hai bass filter là lọc mà bỏ qua thằng cao, tức là cắt thằng thấp không à. Bỏ qua là cho thằng cao đi qua, đó là cắt thằng thấp. Mà low bass filter là lọc mà bỏ qua thằng thấp. Lọc mà bỏ qua thằng thấp, tức là không lọc thằng thấp, là cắt cái thằng cao. Đó. Cắt thằng cao thì cái này để dùng cho sub. Tại vì nãy cắt cao mà, cắt cao thì còn lại cái thấp đi qua chúng ta dùng ở sub. Cái này chúng ta cắt sub thì còn lại chúng ta dùng cho full. Đó. Khi mà thấy những cái chức năng này, hai bass filter, ví dụ nó ghi chỗ đây H P F nó bằng 60 hertz và 50 hertz chẳng hạn. 50 Hz. Thì chúng ta hiểu ngay là nó cắt sub ngay cái phần 50 Hz. Là còn trở từ 50 Hz trở lên là nó cho chúng ta dùng, thì chúng ta dùng cái này full. Còn mà nó ghi L B F bằng 100 Hz thì chúng ta hiểu ngay L và F là đây, nó bằng cái cắt chép, nó cắt ngang ở 100 Hz trở lên nó bỏ, từ 100 Hz xuống nó dùng, thì chúng ta dùng cái cổng này dùng cho sub. Cái này chúng ta dùng cho full. Rồi đó, hôm nay mình chia sẻ theo cái đơn giản nhưng cái tấm bản này, mục đích mình chia sẻ mình không cần có lấy cái men ra, lấy cục đẩy ra, là mình để tránh các anh chị tập trung vào, focus vào một cái sản phẩm mà khi đưa qua cục đẩy khác chúng ta không biết. Cái đầu tiên là link, tức là mình chia tín hiệu sang cái men khác. Cái thứ hai là hiểu cái nút gạt stereo mono. Stereo là kênh nào chạy theo kênh đó, mono hoặc parallel là một kênh tín hiệu chia ra cho làm hai, và bright là đấu cầu. Đấu cầu thì nó liên quan tới cái speed công. Chúng ta tìm cái vị trí để câu ra cho loa khi chúng ta dùng cái tính năng bright. Nếu cái men mà nó không có ghi cụ thể thì chúng ta phải xem kỹ lại trong catalog nữa. Có những men nó ghi là có tính năng bright nhưng mà nó không ghi cái cực nào hết đó. Nó không ghi cực nào hết đó. Thì chúng ta không biết đấu là cực 2 cộng 2 trừ hay là đấu như nào. Nhưng mà thường nó không ghi á, là nó nằm ở cực 2 cộng và 2 trừ là bright. Nếu như là cái rack speed công có hai đường. Còn nếu bốn cái cực dương lồi ra như thế này á, thì một chúng ta dùng hai cái cực dương.
cái của kênh chính là cộng, cái của kênh thứ hai là cộng trừ đó. Rồi cái mức độ tín hiệu đầu vào 0,7, 1 và 1.4 thì chúng ta chú ý đánh cực, đánh cho lực cho lớn thì chúng ta chọn 0,7, đánh loa vừa thì chọn 1, đánh loa nhỏ công suất mỏng manh hơn thì chúng ta chọn 1,4. Rồi đến cái crossover. Rồi như vậy là hết á, video đơn giản thôi. Đối với những anh chị biết rồi thì nó không có gì, nhưng đối với những anh chị các bạn mà chưa hiểu về cái nút sâu cục đẩy này như thế nào thì đây là một cái sự chia sẻ chân thành cho các bạn các anh chị để mình sử dụng tất cả các cái cục đẩy công suất mà chúng ta lật cái đít nó phía sau có nút gạt nào tương tự như vậy thì chúng ta hiểu nó một cách rõ để vận hành tốt hơn. Cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video này nha. Các anh chị các bạn cảm thấy hay thì cho mình xin nhấn cái like và đăng ký kênh ủng hộ cũng như chia sẻ video đến cho người khác. Khi các anh chị có nhu cầu mua sắm thêm thiết bị âm thanh thì xin mời ghé thăm website amthanhgiarẻ.com của mình để tham khảo và mua hàng ủng hộ nha. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.